Xin chào đón quý vị đang quay trở lại với bản tin FBMC. Sau sự cố phải triệu hồi gần 700 chiếc R3, Yamaha Việt Nam đã có thêm một sự cố mới khi phải đưa ra thông báo triệu hồi gần 32.000 chiếc xe tay ga Aggruso đang có mặt trên thị trường liên quan đến lỗi bộ ly hợp và cập nhật phần mềm cho bộ xử lý hệ thống ECU. Theo thông báo của Yamaha Việt Nam, thì sản phẩm Aggruso đã bị phát hiện lỗi chất lượng liên quan đến bộ côn nằm trong hệ thống ly hợp của xe. Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, Yamaha Việt Nam đã nộp đơn lên Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu được thực hiện triệu hồi sản phẩm Aggruso để thay thế miễn phí bộ côn với nguyên nhân sử dụng vật liệu không thích hợp trong quá trình sản xuất, gây ra khả năng rung giật khi đi ở tốc độ chậm. Số lượng xe triệu hồi lần này là 31.650 chiếc, được sản xuất từ ngày 22 tháng 9 năm 2015 đến ngày 3 tháng 8 2016. Đồng thời, đối với dòng xe Grand bị hiện tượng rung giật, hãng sẽ tiến hành kéo dài thời gian bảo hành và thay thế phụ tùng cải tiến. Trước đó, thì hãng này cũng đã phải thu hồi gần 700 chiếc R3 nhập khẩu hoàn toàn, cũng gặp sự cố ở hộp số và bộ ly hợp vào tháng 6 năm nay. Thưa quý vị, Việt Nam có thể áp dụng giải pháp điện trấu tiên tiến để vừa tạo ra điện năng, vừa thu được silica, một loại nguyên phụ liệu cho nhiều ngành công nghiệp để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phải lưu ý vấn đề tạo thị trường cho silica trước khi đầu tư rộng rãi giải pháp công nghệ này. Đây là khuyến nghị được ông Nguyễn Đăng Anh Thi, chuyên viên tư vấn độc lập của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới đưa ra tại hội thảo bàn về điện trấu mới đây. Tại hội thảo Năng lượng trấu và silica, giải pháp tương lai và cơ hội đầu tư diễn ra sáng ngày 21 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện công ty đầu tư và phát triển BSB cho biết, với lợi thế là nước nông nghiệp, hàng năm hoạt động xây sát lúa gạo tại Việt Nam tạo ra 9 đến 11 triệu tấn vỏ trấu. Nguồn trấu này lâu nay vẫn được sử dụng cho nhiều mục đích như đốt phát điện sinh khối, làm nguyên liệu đốt cho một số ngành công nghiệp ở dạng nén. Nguồn than sau khi đốt trấu cũng đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng vào việc sản xuất phân bón, làm phụ liệu cho bê tông, vân vân. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ, ngày nay các nhà khoa học đã có thể tìm ra một công nghệ đốt tốt hơn với điện trấu để cho ra sản phẩm dioxide silic, gọi tắt là silica, có kết cấu tốt hơn, có thể phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp hơn như sản xuất sắt thép, lốp xe, sơn, thủy tinh, vật liệu chống cháy, v.v. Đây là một bước mới để có thể mang lại giá trị tăng cao hơn nữa cho ngành nông nghiệp Việt Nam, bởi giá một tấn silica sẽ tăng lên tùy theo độ tinh khiết, có thể đạt đến 350 đến 450 đô la Mỹ một tấn. Từ trước đến nay trong quá trình đốt bình thường thì chủ yếu là trong cái tro nó sẽ chứa một cái hàm lượng dioxide silic dưới dạng tinh thể rất là nhiều. Và trong cái công nghệ của chúng tôi đề cập lần này do công ty RHT của Nga và công ty BSB phối hợp thì chúng tôi đề cập và chia sẻ đến tất cả các quý vị một cái công nghệ có thể cho phép chúng ta thu nhập được một cái lượng dioxide silic gọi tắt là silica dưới dạng vô định hình mà cái tỷ trọng của nó không cho phép vượt quá 1% của cái dioxide silic dạng tinh thể thì lúc đấy cái giá trị của nó mới được khai thác để áp dụng cho những cái ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia tư vấn độc lập từ World Bank, hiệu quả kinh tế từ giải pháp này là điều dễ nhìn thấy, nhưng triển khai trên thực tế cần tính đến bài toán tạo thị trường tiêu thụ cho silica. Cần quan tâm là làm thế nào đó để những cái nhà máy xay xác nhỏ lẻ khi họ tạo ra những cái amorphous silica với số lượng nhỏ lẻ như thế, ai sẽ là người mua và cái thị trường để họ bán những sản phẩm đó như thế nào? Tại vì trong lý thuyết khi mà tính toán thì chúng ta rất lạc quan, nhưng mà khi thực tế vận hành, đôi lúc tạo ra amorphous silica thì doanh nghiệp không biết bán cho ai. Hiện công nghệ mới xử lý trấu cho ra silica đã được tập đoàn Sơn Cova áp dụng thành công trong tạo ra các loại sơn mới như sơn nano, sơn chống cháy, chống đạn, v.v. Thưa quý vị, để sáng chế đi được vào thị trường và tạo ra được giá trị, thì việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm là điều rất cần thiết. Bởi lẽ, kết quả nghiên cứu, sáng chế tuy có thể được ứng dụng cao trong thực tế, nhưng nếu không được pháp luật bảo hộ thì khó có thể tiến hành mua bán sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc bảo hộ sáng chế nói riêng và các sản phẩm sở hữu trí tuệ nói chung vẫn còn gặp phải nhiều vấn đề từ phía người đăng ký bảo hộ và cơ quan thực thi. Ghi nhận sau đây của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về vấn đề vừa nêu. Đây là sáng chế bộ bàn ghế dùng để phòng ngừa và điều trị các bệnh cột sống của bác sĩ Phạm Thị Kim Loan, vừa được trao giải nhất tại giải thưởng sáng chế thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 vừa qua. Đồng giải nhất hai sáng chế khác liên quan đến lĩnh vực dược phẩm cũng được trao cho tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Là những người tận hưởng nhiều ích lợi từ bằng độc quyền sáng chế, trao đổi với chúng tôi, cả hai tác giả của các sáng chế trên đều cho biết bằng độc quyền sáng chế đã mang đến cho họ nhiều cơ hội và ưu thế rất lớn, nhất là khả năng cạnh tranh về công nghệ do được bảo hộ độc quyền khai thác thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Để sáng chế đi được vào thị trường, tạo ra những giá trị, việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm là điều rất cần thiết. Bởi lẽ kết quả nghiên cứu sáng chế tuy có thể được ứng dụng cao trong thực tế, nhưng nếu không được pháp luật bảo hộ thì rất khó có thể tiến hành mua bán sản phẩm trí tuệ. Biết là vậy, tuy nhiên theo tiến sĩ Ngọc Trâm, việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sáng chế hiện vẫn còn gặp một số vấn đề. Cái việc đăng ký sáng chế thì ở Việt Nam không có đắt, nhưng mà cái thủ tục thì hơi bị lâu. Tức là một cái bằng sáng chế thì như vậy là nộp đơn thì có thể 5 năm mới cấp, chẳng hạn như là 3-4 năm mới cấp, như thế là về thời gian hơi bị kéo dài. Và cái quyền lợi của cái người sáng chế cũng bị hạn chế. Còn bằng sáng chế chỉ cần nộp được khoảng 6 tháng, nên là nhiều, phải cấp cho người ta, chứ không thể để đến 5 năm mới cấp được. Cái đấy là rất là khó khăn cho các nhà sáng chế. Thống kê trong năm 2015, Cục Sở hữu Trí tuệ đã tiếp nhận gần 94.000 các loại đơn về quyền sở hữu trí tuệ, nhưng chỉ có 80% các yêu cầu này được giải quyết, trong đó có hơn 30% đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp chưa được xử lý. Riêng trong nửa đầu năm 2016, số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ đã tăng thêm 3.500 đơn đối với loại đơn sở hữu công nghiệp, tăng trung bình 14,7% so với cùng kỳ 2015. Có thể thấy, dù tổng cộng lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng không đáng kể, nhưng cán bộ vẫn không thể giải quyết hết. Nhận cái lượng đơn rất lớn và nó tích tụ từ nhiều năm nay, trong khi cái vấn đề về nguồn lực của nhà nước chúng ta, chúng tôi mong muốn là đủ người, đủ sức, đủ lực, đủ máy móc, làm rộn cái hết, trả cho doanh nghiệp hết, chúng tôi ngồi thoải mái. Nhưng người không có nguồn lực tài chính, không có máy móc thì cũng không đầy đủ. Công bố của Cục Thống kê năm 2014, cả nước có 400.000 doanh nghiệp. Con số này cũng đủ cho thấy số lượng sản phẩm và số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ là nhiều đến đâu. Tuy nhiên, hiện thời gian trung bình để xử lý đơn đăng ký xác nhận quyền sở hữu trí tuệ là rất dài, khoảng 1 năm, gấp đôi thời lượng của tổ chức APEC. Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, sự thiếu hiệu quả trong thực thi quyền này một phần là do cán bộ bị thiếu thiết bị công nghệ khi thực hiện việc kiểm tra và thẩm định. Quy định đối với cán bộ công chức được trang bị máy móc, một bộ máy móc 13 triệu. Trong khi tôi nói ví dụ một thẩm định viên của trí tuệ thì phải có hai bộ máy tính, một máy là xử lý nội ở cái mạng nội bộ để tránh cái sự bị hack từ bên ngoài vào, và một bộ máy khác để tra cứu, tìm kiếm các thông tin để xử lý cái hồ sơ đó từ internet, thì đã là chật khớp rồi, chưa nói chuyện cái cấu hình của cái thiết bị đấy rất mạnh, thì cái tốc độ xử lý nó mới nhanh, mới xử lý được công việc. Ngoài những yếu tố chủ quan, cũng theo ông Lâm, quá trình xử lý đơn cũng cần một khoảng thời gian nhất định cho các yếu tố đặc thù như quyền ưu tiên, công tác so sánh, đánh giá đối chiếu v.v. để tránh trùng lắp, và điều này vẫn phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Thống kê 6 tháng đầu năm của Cục Phòng chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho thấy, đơn vị này đã phạt hơn 1.300 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ với tổng số tiền phạt gần 9 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Văn Trực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế, hiện nay số lượng người trực tiếp làm công tác chống vi phạm sở hữu trí tuệ còn khá ít, chưa đủ đáp ứng tình hình xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp và tinh vi hiện nay. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhà nước, chúng tôi muốn bây giờ có 1 triệu cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế thoải mái đi làm, nhưng bây giờ không có, chỉ có 6.000 thôi, đấy, chứ không có 1 triệu được. Song song với thiếu nhân lực, việc đào tạo nhân lực chuyên ngành sở hữu trí tuệ chưa được chú trọng. Vì thế trong vòng 5 năm tới, khoảng 1.000 cá nhân sẽ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Đơn lực lượng nào kêu công an, quản lý thị trường, rồi hải quan, rồi như thế, bộ đội biên phòng, ai cũng kêu thiếu lực lượng hết. Nhưng kêu thì kêu thế thôi. Thế toàn dân, toàn xã hội tham gia, chứ bây giờ chỉ mỗi mấy cái cơ quan này cứ làm sao mà làm hết được. Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, khi những hàng rào thuế quan được dỡ bỏ và nhiều hàng rào phi thuế quan được dựng nên, thì bảo hộ sản phẩm trí tuệ là một điều thiết yếu giúp doanh nghiệp Việt không bị thiệt thòi khi đem sản phẩm ra bên ngoài. Phải đổi mới cái cách cấp bằng sáng chế, đấy là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người Việt Nam, nhưng đồng thời bảo hộ cái quyền sở hữu của cái người nước của người Việt Nam đối với các nước nữa. Chẳng hạn như là bây giờ mình phải bảo hộ sáng chế của mình để mà chống cái sự coi như là hiện tượng người ta lấy mất những cái phát minh đó mà người ta lấy tới dưới nhiều hình thức đấy. Chẳng hạn như bây giờ giống cây trồng của tôi thì đã bảo hộ rồi, nhưng mà ai mà canh ngày canh đêm thì có tiền mà thuê canh ngày canh đêm thì thế nào, họ lấy về rồi nhân giống họ làm các nước thì sao đấy, chẳng hạn thí dụ như vậy. Rồi những cái sáng chế của mình thì phải đưa ra để mà triển khai thì người ta sẽ biết thôi, cho nên là cái bảo hộ mình phải rất nhanh gọn. Và bên cạnh đó, những cơ chế hỗ trợ cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc bảo hộ sáng chế, phát minh là điều rất cần thiết. Không cho cái bằng đầu tiên thương mại đăng ký ở Mỹ thì bảo hộ giống cây trồng phải 30.000 euro. Chứ đối với những các nhà khoa học khác mới chưa có khởi nghiệp được ấy, thì làm gì có tiền đăng ký 20.000 đô với 30.000 euro, thì quả thật khó khăn lắm.
Cho nên để mà làm phát huy được cái sáng chế để đăng ký lấy được cái bằng sáng chế rồi khởi nghiệp để tạo dựng cơ ngơi trên sáng chế không phải là dễ. Thế cho nên là phải làm sao nhà nước đỡ là và đỡ cho các nhà khoa học để mà đăng ký sáng chế. Muốn xử lý kịp thời thì cơ quan sở hữu trí tuệ, đặc biệt cụ thể ở đây là Cục Sở hữu trí tuệ, bắt buộc phải có đủ nguồn lực về tài chính, về nhân lực, về trang thiết bị, về hạ tầng cơ sở cũng như hạ tầng công nghệ thông tin, kể cả đầu tư vào tăng cường năng lực cho cán bộ. Đây là một điều vô cùng quan trọng, và tất cả những vấn đề đó nếu muốn được thực thi, muốn được thực hiện thì nhà nước chúng ta cần phải đầu tư ít nhất về tài chính, chưa nói đến những chủ trương chính khác phù hợp, gọi là nó thuận lợi để có thể phát triển được hệ thống của mình. Việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ có thể xem là điều tất yếu khi mà những sản phẩm này ngày càng mang lại giá trị lớn. Và nói như Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ bên cạnh nghĩa vụ của cơ quan thực thi thì đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, bởi nếu chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng là điều không thể. Chứng khoán hai sàn trong nước đã tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay. Lực bán vẫn đang chiếm ưu thế so với cầu vào của thị trường, nên số mã giảm hoàn toàn lấn lướt. Thanh khoản hai sàn ngày một suy yếu. Thị trường tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên giao dịch buổi sáng, thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN Index chủ yếu chìm trong sắc đỏ, mặc dù vậy cũng có một số mã diễn biến tích cực như Vinamilk, HSG của Hoa Sen hay nhóm chứng khoán đã giúp cho thị trường không bị giảm sâu hơn. Cổ phiếu thị giá thấp FNLC liên tục cho thấy sức hút với nhà đầu tư khi dẫn đầu khối lượng khớp lệnh trên sàn. Bước sang phiên chiều, tình hình cũng không khả quan hơn khi sắc đỏ vẫn lấn lướt. Lượng cung gia tăng tại nhiều cổ phiếu đẩy số mã giảm giá cứ tăng dần lên. Thông tin kết quả kinh doanh quý 3 tích cực từ VCB của ngân hàng Vietcombank là chưa đủ để giúp mã này lấy lại sắc xanh. Khép phiên, VN Index giảm 0,23% xuống mốc 684,83 điểm, thanh khoản đạt mức thấp chưa đến 2.400 tỷ đồng, tương đương 136 triệu đơn vị. Chỉ số HN Index của sàn Hà Nội giảm điểm trong suốt phiên giao dịch, hầu như các cổ phiếu chủ chốt đều trong trạng thái giảm. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch cũng diễn ra vô cùng trầm lắng, cho thấy sự e dè của nhà đầu tư. Chốt phiên, HN Index giảm hơn 1% về mốc 84,2 điểm, với lượng giao dịch chỉ còn trên 37 triệu đơn vị, ứng với gần 406 tỷ đồng. Sau phút giải lao, mời quý vị tiếp tục đến với các tin tức nổi bật sau đây. Long An là địa phương mới nhất ghi nhận có ca nhiễm virus Zika. Trao đổi với luật sư quanh vụ ghép tội gây rối cho người cứu nữ nhân viên hàng không bị đánh tại sân bay Nội Bài.